Vâng, em Thảo số dụng cụ gửi lời chào từ các bác. Hôm nay sẽ test thử đèn pin. Một cái mẫu đèn đây là hàng đặt nhé. Thì trong thời gian vừa qua rất nhiều bác hỏi cái đèn để đi lương đi dẫy, hoặc là các bác trồng vườn. Và có bác thì đi soi ếch, soi cá. Với bốn cái mẫu đèn hôm nay thì em sẽ test thử để các bác nhà mình nắm bắt được và báo giá cụ thể từ mẫu một. Hôm nay thì em sẽ có cái đèn mỏ là cái mẫu đèn cao cấp nhất, để đi theo được một cái ắc quy sạc. Mẫu đèn này thì sẽ sạc được tới 12 tiếng, rất là lâu, đấy, siêu sáng luôn. Và với cái đèn này thì nó là đèn ánh led xanh và led vàng. Thế đầu tiên thì em sẽ test thử luôn về cái ánh sáng của cái mẫu này, mẫu màu lâu đỏ nhé. Đấy, em sẽ test thử. Đây các bác nhìn, đây là cái ánh sáng, anh cho thấp vào cái ánh sáng nhé, cho lên cửa. Đây, cái sáng này là led sáng trắng nhé các bác nhé, sẽ có một led vàng. Em lại test thử cái led vàng nữa luôn cho các bác nhà mình xem. Một cái thì nó sẽ một màu nhé. Cái này đây là cái led vàng này. Và em sẽ chia sẻ từ các bác nhé. Ở trong cái quá trình mà sử dụng thì cái led vàng sẽ được các bác ưu ái hơn đấy. Bởi vì cái led vàng dùng nó sẽ không chói, và cái độ xa nó sẽ nhìn nó sẽ rất là chính xác. Em chia sẻ luôn như vậy. Bởi vì đơn vị em báo rất là nhiều, nhưng đèn thì em hơi ít đăng. Đây là một cái tầm độ 15m nhé. Cái đèn này các bác có thể sỏi xa lên tới bao nhiêu mét nhỉ? 100m. Cái này phải lên tới 100m luôn nha các bác nhé. Đấy, bởi cái độ nó là sáng led, rất là sáng. Đấy, đây cái màu này, màu giản dị này. Thì với hai cái mẫu đèn này hướng dẫn các bác cái cách, thì nó sẽ có cái nút bấm ở đầu. Cái nút bấm sáng lên nhé. Và cái đèn này thì sẽ tất cả sẽ có dây đeo đầu và có sạc pin đi theo. Để anh lắp dây đi. Mỗi một đèn này sẽ đi theo một cái dây. Dây đeo nha các bác nhé. Đèn này thì em nói luôn này, hàng đèn ấy thì nó rất là vô cùng. Đấy, như các bác làm sao mà phải chọn được đúng hãng, nói chung như là hàng nội địa đấy, hàng nội địa nhập khẩu của các bác. Hàng Trung Quốc nội địa nhập khẩu các bác nhé. Là hàng tốt nhất đấy. Đây là cái dây đi đeo này. Cái này các bác có thể cầm tay cũng được mà đeo trên đầu rất là. Cái này là mới thì các bác, nó hơi xít. Nhưng mà nói chung là có dây đai đầu hết nhá các bác nhé. Em sẽ chi tiết tới các bác về cái đèn mỏ này. Cầm tay cũng được mà đeo trên đầu cũng rất là ok. Đây là cái đèn mỏ này. Cái đèn này thì đây là mới, là dán logo của công ty hết nha các bác nhé. Đấy, cái đèn này đây. Các bác nhìn cái ánh sáng này thì nó sẽ đây là led vàng các bác nhé. Dọi xa tầm được 100m. Thế hôm nào em sẽ, hay là mình mở cổng ra luôn để dọi xa nhỉ. Thế xe máy đi qua người ta chói. Đấy, đây này, em sẽ soi cái ảnh nó xa này. Với một cái đèn như này các bác trông hồ, trông ao hoặc trông vườn thì rất là ok. Kể cả đứng trên trần mà dọi xuống thì cực kỳ là tốt luôn đấy các bác ạ. Mấy cái đèn này thì để bảo vệ trông coi tài sản của gia đình nhà các bác nhé. Thì với cái đèn led, đèn mỏ này, anh lắp dây vào đi. Đeo đầu đi, sẽ có dây đeo đầu đây. Cái ắc quy này của nó thì các bác sẽ sử dụng lên tới 12 tiếng đồng hồ. Bấm liên tục đấy các bác ạ. Để đeo đầu cái này thì rất là dễ. Cái này để cài. Các bác phải cài từ dưới lên, nó không tụt nha các bác nhá. Đừng cài từ trên xuống. Đeo đầu. Đấy, cái này các bác chùm đeo đầu cái. Và khi bình ắc quy này các bác đeo ở bên hông nhá. Đeo thắt lưng ra, đeo ở bên hông các bác ạ. Thì với một cái đèn mỏ này thì đi theo nó sẽ có một cục sạc này. Cái này đây, nó có cái viền đai các bác đeo thắt lưng ra vào đây này. Hai cái đai. Và đây là cái chân sạc của nó. Với mỗi một cái đèn này thì đèn nào cũng có chân sạc đi theo để các bác nhà mình sử dụng. Thì em Thảo cũng sẽ báo giá luôn để các bác nhà mình được biết. Với cái bộ đèn này nhá, là đơn vị em đang gửi tới các bác là 250.000. Em Thảo sẽ miễn phí ship. Còn với cái đèn mỏ này thì giá của nó đang là 400.000 nhá các bác nhá. Bộ đèn cao cấp. Đấy, các bác đi săn bẫy này, trông coi vườn ao hồ. Thì với cái dụng cụ này thì em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, bác nào mà đang cần tới dụng cụ tất cả các loại, liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo nhé. Và các bác đã đến với đơn vị em thì em tin chắc các bác sẽ lựa chọn được một cái dụng cụ tốt. Đây toàn là hàng nhập khẩu nhé các bác nhé. Thế và các bác mà đang quan tâm, đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh ở nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như lựa chọn những cái dụng cụ rất hay của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.